Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây, và chúng ta hôm nay sẽ chơi một tựa game mang tên là Tasty Planets Forever nha anh em. Thì đây là một cái tựa game con mèo sẽ ăn tất cả mọi thứ trên thế giới và nó sẽ phá hủy thế giới. Thì nếu anh em nào thích video này, hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nha. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và nếu như được 1000 like thì ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Tasty Planets Forever. Bắt đầu thế nào? Đây. Ồ, có rất là nhiều con anh em ạ. Wow. 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 Wow man. Trời ơi, phá hủy này thì đến bao giờ? Đây, con mèo đây. Đầu tiên là con mèo nha anh em. Quái nổi. Power. À, cái này là chúng ta sẽ có nhiều loại mũ khác nhau đúng không? Kiểu đấy sẽ tăng sức mạnh đúng không? Cửa một đây anh em, tính sao? Nhìn game hay dã man luôn. Có cả câu chuyện thôi anh em ạ. Mấy cái game này thuộc là kiểu game cổ ấy. Oh my gosh. Có cả dán này anh em. Vãi trường. Nó giống như kiểu cái tựa game nó giống như kiểu cái tựa... Ui, sao con mèo này ăn được con dán nhở? Đây là cái đường đi đâu đây? Vãi linh hồn. Ui, con chuột. Con chuột to thế. Má ơi, nhìn sợ vậy nhờ. Ui ui, đáng sợ đây thôi. Ăn đây phải con rán không? Ui thì chết. Đây là cái gì đấy? Đây, à đây là không phải là cái đường hầm đâu anh em ạ. Đấy là cái bánh sừng bò. Ở bên nước ngoài nó gọi là bánh sừng bò. Nhìn cũng khá là hay ho. Ấy à. Ăn hết. Chuyệt hết anh em ơi. Đây là đều. Mày chạy đâu hả? Mày chạy đâu? Úi, né. Né ra nè. Wow. Ui, sợ vãi lều à. Trên. Ui, ấy à, con chuột á. Con chuột đang bắn đánh nhau với mình á. Wow. Đây là cái nhà bếp anh em ạ. Nhìn cũng hay chứ đúng không? Chuột á bạn ơi. Bây giờ bạn thích ăn tôi á. Đố các bạn ăn được luôn đấy. Thề, đố các bạn nào mà có thể thoát khỏi mồm tôi luôn. Con chuột thì nhỏ bá quá. À không phải, con mèo chứ. Có bọn kia bọn chuột. Đâu rồi. Đây là mèo nhà đi săn chuột anh em ạ. Đây vẫn là rất là bình thường nhá. Chưa phải là cái gì nó ghê gớm lắm đâu. Đây mới là cấp độ rất rất bình thường thôi. Ấy. Nice. Oh my gosh, lên nào. Đúng rồi. Ôi, bây giờ tôi còn ăn được cả dao và ăn được cả bánh sừng bò anh em ạ. Bánh mì chưa ăn được nè. Chai lọ, các kiểu thì ăn được hết rồi. Good game. Quá là được luôn. Ây à, bây giờ thì có cả người kìa anh em. Ôi, anh ơi, tha em. Tha em anh ơi, em có làm gì đâu. Em chỉ đi loanh quanh thôi. Để tin em to em lại ăn cả anh bây giờ đấy. Dĩ nhiên đấy. Tí nữa nó mình to lên mình sẽ ăn cả con cáo kia luôn. Ờ, no, chưa ăn được. Ơi. Bồi bàn ạ. Wow. Chưa phải là cái gì của quá ghê gớm lắm. Chúng ta mới chỉ ăn mấy cái thứ gọi là linh tinh lặt vặt. Ế. Rất nhẹ nhàng à. Ui. Hello. Sợ à, ăn được người này. Ăn được người rồi anh em ơi. Chính xác. Trời, mình không nhớ là mình tắt tiếng chưa. Sao music và sao. Ok. Tại vì là nếu mà không tắt tiếng thì nó sẽ bị bản quyền bản kiếp gì đó. Khá là khó chịu. Con mèo bị béo vãi. Mèo quái vật anh em ạ. Chúng ta sẽ gọi đây là mèo quái vật. Nó sẽ ăn tất cả mọi thứ nó thấy. Những cái người ở đây kiểu gì. Ôi, cái ghế này ăn được hết rồi này. Ui rồi. Cả mấy cả vị khách đây ăn được hết rồi anh em ơi. Ui. Ui. Ui 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 ui.
Gớm ta. Được đấy. Này, này, này. Ok, chúng ta đã hoàn thành xong cái level 1 và chúng ta sẽ được gần 3 sao luôn. Ủa, game này có vẻ dễ à. Bonus point, extra time. Chúng ta sẽ mua cái hình con mèo này. Thứ hai đây anh em. Goose game. Ô, đây là bọn chó à? Đây là mấy con chó con nè. Phải không ta? Chính xác là như vậy đấy. Rồi, rồi, rồi bạn ơi, nó gọi là đỉnh rồi đấy, đỉnh luôn, siêu đỉnh luôn. Ồ, chưa băng qua đường nè. Ui, không ăn được vào đấy đâu nhá, ăn vào nó cắn cho chỉ có chết thôi. Đây rồi, mấy thằng người ở đây thì tôi ăn được hết rồi anh em. Ý, rồi đơn giản. À, băng qua đường tiếp. Bọn xe máy tôi chưa ăn được đâu, cứ bình tĩnh nhá. Xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới. Đúng rồi. Ăn hết, ăn hết. Ăn hết sạch luôn. Yes. Yeah. Yeah boy. Yeah boy. Ăn, 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 ăn và ăn. Ăn hết rồi. Đây, người đi xe đạp, mấy thằng đi xe đạp qua đường của mình. Đây là dành cho xe lăn anh em ạ. À, xe đạp thì xe đạp. Nó có cái biểu tượng là dành cho xe đạp. Xe đạp này là còn được nhiều nhất này. Khiến mình to nhanh nhất có thể đấy. Chuyến đó bạn ơi. Ăn tất, ăn tất, ăn tất, ăn tất, tất. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Ừ, chạy đâu, chạy đâu với chúng tôi, chạy đâu với chúng tôi. Chạy đâu, chạy, chạy. Bạn chạy được chăng? Bạn có chạy được không? Bạn có chạy được không? Yeah, yeah, được rồi. Chúng ta sẽ lách sang hai bên như thế này. Xoay. Bây giờ mình có ăn hết được cả mấy cái đống cỏ kia ở bên đường này. Hay chưa? Hay chưa? Được của nó rồi. Đó, đúng rồi. Đúng rồi. Yeah, 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 yeah. Hoàn hảo, hoàn hảo. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Và chúng ta đang được 3 sao không nhỉ? Chắc không anh em ạ. Các bạn là tại vì mình cũng chưa ăn được quá nhiều thứ ấy. Tôi sẽ sử dụng quả mũ gọi là Chef. Chép hát vai đạn muộc luôn ạ. Vai nồi. Mũ đầu bếp. Đây mũ đầu bếp nhá. Nhiều màn phết đấy anh em ạ. Con mèo này sẽ phải đi rất nhiều màn. Ơ, chúng ta lại trở về với ấy rồi. Lại trở về với máng lợn rồi anh em. Tốc độ nó di chuyển nhanh hơn. Oh nice. Nice. Bánh mì chưa ăn được nhá. Úi xời. Di chuyển gọi là kinh luôn ấy. Sồi sồi sồi. Đơn giản không anh em? Đơn giản như đang rồi. Ê, chạy 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 chạy. Ơi né. Ê né. Né bạn ơi. Ui né né. Ê à. Ê à. Ê à. Ơi. Nè. No. No. Đúng rồi, né đi, né đi. Né hết đi anh em. What the hell man. Ê ê. Từ từ thôi. Chuẩn rồi, chuẩn rồi, chuẩn rồi, chuẩn rồi, chuẩn rồi, chuẩn rồi, chuẩn 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 chuẩn. Chén sạch luôn. Không còn một cái gì nữa rồi. Ăn ăn phải ăn hết anh em nhá. Ăn là phải ăn hết đống này luôn. Người ăn được chưa nhỉ? Chưa anh em nhá. Tôi chưa ăn hết bánh mì, chưa ăn hết tất cả cái đống này nên. Ô, người bây giờ tôi cũng chén được rồi anh em. Sắp chén được cả hành tinh rồi. Bây giờ mình ăn thịt người rồi anh em. Chạy đâu? Chạy đâu bạn ơi? Tốc độ di chuyển ui, cho thành như kiểu con chuột rồi anh em ạ. Tôi thành như kiểu con chuột cống ấy. Hình như mình ăn hết được cái bọn này rồi sao ấy nhở? Ăn hết rồi. Còn đâu? Vài lều. Còn nữa chứ không phải đã hết nha anh em. Uầy. Có một số cái mình vẫn chưa ăn được. À, nhưng mà hình như bàn to mình cũng bắt đầu là mình sẽ sắp ăn được rồi. Mấy cái bàn to bên này thì thấy nó cũng không phải là quá khó. Đúng rồi. Yes. Yes, yes. No, no, no. Ok, ok, ok. Uầy, uầy. Nào, ăn hết nào. Ôi xôi ôi, ăn này thì bá đạo rồi đấy. Ui, ăn hết được rồi anh em ơi. Chúng ta cố gắng qua cái map này đã xong rồi tính sao.
con mèo đúng là cái loại quái vật có khác. Ăn hết thì chúng ta sẽ được qua map nha, chắc chắn rồi đấy. Đúng rồi, ăn hết nào người anh em. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào và hẹn lại anh em trong tập kế tiếp nhé. Bye bye.